đi đâu vây quanh giữa dặn mọi bề. Trên hai vai ta đôi vòng nhận người đàn, giỏi xuân trăm năm một cõi đi về. Trung tâm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào các bác. Hiện tại thì Anh Phương này đang có mặt ở Bắc Ninh, quê hương con họ, để phối ghép một dàn karaoke dành cho một bác khách hàng của Anh Phương. Là bác cũng đã theo dõi kênh của Anh Phương rất lâu rồi. Ngày hôm nay thì bác lên một cái cấu hình âm thanh với trị giá trên 50 triệu. Đấy. Thì bác có một cái không gian phòng khách cũng không được rộng lắm, nhưng này rất muốn kết hợp làm sao đầy đủ tất cả các thiết bị cao cấp nhất với một đôi loa JBL 512M. Đây là một trong những dòng loa Bassnel 30 và Chepnel, tiếng rất sáng và rất sạch. Đấy. Và ở đây chúng ta thấy rằng là một dàn máy có đầy đủ cả Supass 40 với nó có thể AP8004, được setup chi tiết tại nhà. Em thấy rằng nhiều bác bây giờ chơi âm thanh cũng đã bắt đầu quan tâm, dần dần quan tâm đến việc là làm thế nào để khai thác triệt để được cái số tiền các bác bỏ ra. Đấy, muốn khai thác được triệt để thì đương nhiên các bác phải đầu tư được bộ dàn máy nó phù hợp, có cả súp, cả loa full đẹp với lại vang số, được setup tại nhà thì nó sẽ rất là hay. Bác cả hát rất là dẻo và rất là mượt. Cảm ơn bác rất nhiều.